Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thì thấy điện thoại Xiaomi Redmi 5 Plus với phần camera được đặt nó một camera phía sau trên đỉnh đầu máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh của Xiaomi Redmi 5 Plus, chụp hình mờ, chụp hình không liên nét được, chụp chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới, khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh của điện thoại Xiaomi Redmi 5 Plus. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có tất cả các linh kiện trên điện thoại Xiaomi Redmi 5 Plus nói chung và phần camera máy ảnh của máy nói riêng thay mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới camera máy ảnh cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng xa không đến được với Di Động Cao Cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ tiến hành đặt hàng. Tức là quý vị các bạn đặt hàng qua website di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể chi tiết các cái đơn hàng quý vị các bạn, tư vấn rõ cho quý vị các bạn trong các lỗi sự cố liên quan đến camera máy ảnh của điện thoại Xiaomi Redmi 5 Plus quý vị các bạn. Từ đó sẽ có phương án sửa chữa nhanh chính xác quý vị các bạn. Chúng tôi sẽ chuyển camera đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng mới phải thanh toán tiền thì bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ, sản phẩm, về camera máy ảnh của điện thoại Xiaomi Redmi 5 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn cụ thể, chi tiết cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp.vn.